Xem giải trí tính kinh dũng miền Tây của mình nha. Cái này thì Kubota 105, hiện tại mới qua luôn anh em ơi. Mai xuống rồi anh em ơi. Trăm lẻ năm này đời 2020 anh em ơi. Rồi mai luôn. Trời. Hiện tại lúc băng keo luôn anh em ơi. Thì trời xe kéo hay trời xe kéo là giải cứu anh em ơi. Lúc này thì xe kéo vô để giải cứu cây trăm lẻ anh em ơi, mới mở vẹt thì mắc lầy luôn. Rồi, chuẩn bị giải cứu anh em ơi. Mắc lầy thì kéo lên. Xe kéo này giật lên nổi không trời, giật. Xe kéo này cũng mạnh dữ ha. Rồi một phát anh em, mới vừa lấy lầy xong. Miếng đất này còn nữa, miếng đất này lầy hoài luôn á. Đất này nhiều chỗ lầy lắm. Mới lấy lầy lên anh em ơi. Tiếp tục cắt nữa. Dữ ha. Thôi cây trăm lẻ này cũng còn bốc quá bốc. Rồi nghiêng. Nó ở đây lầy dữ lắm lầy. Rồi đi thẳng luôn anh em ơi, tại vì bẻ qua thì bẻ không được, nó lạn đâu nó lạn à. Rồi đi thẳng qua bên bờ kia luôn. Tiếp tục lầy nữa anh em ơi. Nãy giờ lầy cái này nữa, lầy cái. Lầy cái này nặng hơn cái nãy. Miếng đất này lầy hoài luôn. Mới xả vẹt thì lầy hai cái à. Tiếp tục ban vô nữa. Quá nghiêng con bên à. Xề con bên một à. Không lên được. Xong rồi đại dương ơi, miếng đất này thua. Máy này thì độ lên bánh lớn anh em ạ. Hiện tại lúc này thì xe kéo tiếp tục giải cứu nữa. Lún cái này thì nặng hơn cái nãy anh em ạ. Xe kéo giải cứu là ngày nữa là lần thứ 3. Lúc này thì trăm lẻ của ta cũng đang chuẩn bị vô nữa anh em ơi. Tài ráo riết để chuẩn bị vô cắt tiếp tục. Tại vì miếng đất này lùng thì lùng cũng phải cắt. Đó, nghiêng. Ây dồi ôi kìa. Rồi xong luôn.
nghiêng hết nữa lúc nửa bánh rồi. Đất gì lầy hoài tầy. Rồi tài tiếp tục vượt luôn anh em ơi, vượt lầy luôn. Ồ, vượt vượt ôi trời, không chịu nổi, thua. Miếng đất này lầy dữ lắm lầy. Tầy bó. Tiếp tục giải cứu nữa anh em ơi. Tài cho Kubota 105 bẻ qua bên kia để vượt lầy, nhưng cuối cùng thì pha vượt lầy không thành công anh em ạ. Tài sẽ kéo để chỉ tài chấm lẻ của Kubota chạy vượt lầy. Chu đích lên dữ lắm luôn rồi, kéo tuốt ra đầu ngoài luôn. Mấy đầu ở bên kia mới đi qua được. Nãy giờ quậy lỗ này hoài luôn anh em ơi. Rồi dính nữa luôn rồi. Thua. Quá lầy. Cái đất này nó dẻo ngoẹo anh em ơi. Bắt bùng dẻo. Rồi giải cứu tiếp tục. Càng vô lỗ luôn anh em ơi. Tại vì vô thấy kẹt hả? Kéo đi qua khỏi cái chỗ lầy này mà cuối cùng nãy giờ chưa kéo ra rồi. Vậy thì ở đây cây này thì cũng mới vô để chờ hỗ trợ cho cây châm lẻ này đang nãy giờ bị mắc lầy nè anh em. Đây đang đang mở đường cho xe, đang mở đường cho cây châm lẻ đi qua nè. Cây này có cái bộ nổ, nó ôi ôi nổ dữ ha. Chú đích kìa. Quá rồi. Mang qua để hỗ trợ cây châm lẻ này. Cây châm lẻ của Kubota nó bồ quá nổ anh em ạ. Rồi hiện tại đang ve đít vô. Còn đang mở rộng địa bàn nữa anh em ơi. Xe này bô, cây châm lẻ này bô nổ quá nổ à. Đang mở rộng địa bàn để giải cứu kỳ châm lẻ đời 2020. Châm lẻ với châm lẻ kéo mới nổi chứ xe kéo là thua rồi. Ồ, rồi đang chuẩn bị giải cứu. Đang móc dây xích anh em ơi. Rồi chuẩn bị giải cứu anh em ơi. Bắt bùng dẻo ngoẹo à. Vừa cắt vừa kéo luôn. Vừa cắt vừa kéo luôn anh em ơi.
Ồ, hai thứ dữ. Cũng chạy trên bờ một cây 100 nữa nè anh em. Ở đây nè, ở đây toàn là 100 nhiều. Mới vừa giải cứu xong nè. Giải cứu vừa xong bắt đầu cắt anh em ơi. Trời ơi, coi thấy là ông lầy nữa. Ôi ơi thôi kìa. Bô nổ hiện tại đang vé cặp trong bờ anh em ơi. Lúc này tài ngán vô đây à. Quá lầy. Hiện tại cây chấp lẻ của cô ta vô nổ, hiện tại đang lúc luôn rồi em ạ. Sẽ kéo lại để giải cứu rồi. Lúc tới nách luôn. Lúc này nặng hơn cây nãy nữa. Nằm trọn lỗ ở dưới luôn rồi kìa. Hiện tại lúc khá là nặng nghe anh em. Lúc nặng hơn cây nãy nữa. Lúc này thì hay xe kéo ra lại giải cứu. Hay là cây 100 lại giải cứu mình cũng chưa biết ha. Lúc này thì một chiếc ở trên, còn một chiếc ở dưới, hai xe kéo để giải cứu cây 100 anh em ạ. Đang chuẩn bị đội hình để kéo. Lúc mình kèo luôn. Đáng giật anh em ơi. Một xe ở trên, một xe ở dưới. Ve vô lúa luôn để giải cứu cây 100. Lúc cũng khá nặng anh em. Chưa giải cứu được. Nãy giờ thì còn đang móc xích. Hai xe kéo giải cứu thấy không xong rồi để cho cây 100 của bộ tay này vô để giải cứu anh em ạ. Còn nằm bất động ở đây nè. Đang tiến sâu vô để giải cứu. Đó. Hồi nãy giải cứu cây 100 này, bây giờ cây 100 là đợi 2020 là giải cứu. Tiến vô. Cái này kéo đầu phải có đít hay không biết. Như vậy thì cái này kéo đầu anh em ơi. Cái đít không lên đâu. Đó. Giải cứu. Rồi, ngon lành. Rồi, xe kéo với cây 100 giải cứu. Nghiêng qua rồi, nghiêng rồi, nghiêng anh em ơi. Rồi, rồi. Ôi, ôi, dữ lắm luôn rồi. Chưa chịu lên nữa anh em ơi. Đó, cái này mới chịu lên nè. Quá. Xe kéo này tới. Rồi vừa cắt vừa kéo luôn. Chưa chịu lên anh em ơi. Thế vậy chứ còn còn nguyên bên kìa. Yeah. Kinh khủng không. Đó lúc này mới chịu lên đó. Rồi rồi 100 lúng luôn, lúng đít luôn rồi.
Mới giải cứu vừa xong anh em ơi. Lúc này thì hai tài cũng ngao ngán lắm anh em. Miếng đất này quá lầy. Lầy mà nó khô gan à, nó lầy bùn dẻo. Lúc này tài này cũng ngao ngán lắm rồi nè. Nó muốn lúng ở đâu nó lúng anh em ơi. Nó